Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi lại đến thị trấn Võ Xu của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để tiếp tục làm hoàn thiện một cái kỹ thuật một căn nhà mới. Một căn nhà này có chiều dài là 5m và chiều ngang 5m và chiều dài là 16m. Kết cấu là bê tông cốt thép và hai lầu một trệt. Vâng. Thì được căn nhà này được cũng rất là may mắn là chúng tôi được thiết kế ngay từ đầu ở một cái vùng Đức Linh Bình Thuận chúng ta cực kỳ là khó chi. Phải nói là rất khó chi. Rất khó chứ không phải là khó. Nhưng mà khó không có nghĩa rằng là không làm, mà cũng không có ước mơ. Tất cả mọi người bình đẳng đều ai cũng ước mơ. Và bác chủ nhà này cũng đã xem kênh YouTube của tôi đến năm nay là hơn 25, và so sánh rất nhiều các cái bậc kỹ thuật trên kênh YouTube, và so sánh rất nhiều và đến quyết định làm một căn nhà Yến ước mơ. Và quý vị cũng thấy là bản này là bản thiết kế của chúng tôi là chỉ có một hàng ống thôi. Chỉ có một hàng ống và bác sẽ đúng thiết kế theo đúng những cái gì chúng tôi đưa bản vẽ, và không có điều gì mà phải lăn tăn về phần cứng. Phần cứng này thì chỉ có các lỗ khí là 114 và khoảng cách là 1m2 1m, và tường kết cấu 20, giữa có một cái khe gạch hở 5cm. Và tôi cũng, tại sao ở đây chúng tôi chỉ thiết kế là một hàng ống thôi, bởi vì khu vực này nó rất là nhiều gió, và thứ hai là rất là nóng. Thế nhưng mà khu vực này vùng chim thì tốt, nhưng mà do số lượng nhà chim nó quá nhiều. Đấy, quý vị đã xem những cái video chúng tôi đã quay, nó có khoảng ngay cái thị xã Vũ Hòa thôi, nó đến cả hàng mấy trăm căn nhà Yến, nó dọc hai bờ đường phố, tôi gọi là phố Yến, nhưng mà tỷ lệ thất bại rất cao. Nhưng bác này thì vẫn tin tưởng và trao một trách nhiệm cho tôi cực kỳ lớn để làm căn nhà Yến. Mời quý vị đi vào cùng chúng tôi phòng máy. Và phòng máy của tôi thì cực kỳ đơn giản trong tất cả. Nếu mà nói đơn giản nhất, không phải gì đơn giản hơn, thì kính thưa quý vị, sàn máy ở phòng máy của tôi đơn giản lắm, chỉ có một cái tham mơ. Này là tham mơ đầu vào của cái inverter. Thì tại sao tôi phải dùng tham mơ đầu vào? Vì ban ngày tôi cho nó sạc điện từ sạc điện vào cái bình này là 150 ampe, và nó có 12V, và cái bình này nó sẽ chỉ phát huy tác dụng khi ngắt cái timer này từ 19 giờ cho đến 5 giờ sáng. Tức là gì, tôi cho sạc điện 12 tiếng và tôi cho xả 12 tiếng thì cái này mới bền và cái này mới bền. Còn nếu mà quý vị mà không cho xả điện thì cái bình này nó sẽ bị đôi khi là khô nước, mà nó có thể bị hỏng bình và có thể hư bình rất nhanh, chỉ một năm là toang thôi. Nhưng mà quý vị cho xả liên tục cứ 12 tiếng chạy ban ngày là cho sạc điện, và 12 tiếng ban đêm, quý vị dùng timer này hẹn giờ bằng cái thời gian mà quý vị 19 giờ quý vị tắt không cho điện vào và 5 giờ sáng tự nó bật là ok. Còn cái timer này là cái timer mà hẹn giờ, cũng hẹn giờ luôn, nhưng mà chặn đầu dẫn, chỉ hẹn dẫn thôi. Đây là hai cái dây dẫn và đây là hai đầu dư, hai dây du. Còn cái dây này thì được lấy từ cái tip của cái inverter ra thôi, là nguồn ra. Còn cái đây là cái đường vào, cấu trúc chỉ có như thế mà thôi, không có lạc nhạc vì chúng tôi không chạy ẩm. Còn đây kết cấu của tôi là hai âm ly này là hai âm ly dẫn, và chúng tôi đã đấu vào cái tip âm ly đây rồi, là nó sẽ có khi mà không may cái âm ly này mà nó hư thì bác chủ nhà chỉ cần cắt cái này đi, tháo cái âm ly, cắt cái này đi và bật cái này lên thì cái âm ly này sẽ được xử lý và tháo ra và xử lý mà thôi. Và cái âm ly là âm ly du cũng vậy thôi, không có gì cả. Âm du là chúng tôi cũng là âm đang chạy, và âm ly là âm dự phòng. Để nối được hai âm ly này thì quý vị phải cùng model 6.2 hết nha, BA 6.2 BA 6.2, thì quý vị sẽ cảm thấy rất yên tâm vì chúng tôi chỉnh âm sẽ rất tuyệt vời. Và đơn giản, nhà này 240m2 sàn, 240m2 thì chỉ chạy cầu một nhánh này thôi, tất cả chúng tôi dồn mỗi này một cái đầu ra của cái sò này thôi, còn đây không cần vì như thế là đủ, vì chúng tôi đã làm âm rất là ít, loa rất ít, và cái sự đều âm rất là tốt, nó không vấn đề gì cả, nên là cơm đi sẽ rất bền bỉ. Và bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi.
Và tôi tắt cái này đi để quý vị xem chúng tôi kết cấu của nhà yến tôi làm như thế nào. Và đây là cái nhà yến. Thì cái nỗ bên kia thì ông chủ sẽ phải làm cái cửa, nhưng mà cửa chưa xong. Trên đây là cái nỗ điều khí điều nhiệt, bên đây là nỗ chim vào. Và bên đây là một nỗ chim vào. Trên đây là một cái đường loa dẫn xuống, dẫn chim xuống thôi, rất đơn giản, không có gì cả. Chuông đảo chim 4416, 4520, tức là 20 mét vuông. Và trên đây tôi đã làm sẵn một cái chân khí ở bên đây. Và bên kia một chân khí, bên đây không cần. Bên đây bắt cái thang lên trên để làm loa. Bên đây là đường dẫn, hai đường dẫn chi, một đường dẫn vào, đường dẫn ra, không có gì, cực kỳ đơn giản. Và trong đây thì đặc biệt chúng tôi đã thiết kế không bao giờ chúng tôi tô, không bao giờ chúng tôi dùng hồ để tô, và chúng tôi chỉ có căn dặn bác chủ nhà làm một cái này cho thật tốt, là cái cứng cái này thôi. Và đây là các không khí mà chúng tôi đang phải điều khí bằng các lỗ 114. Đây là tôi đã điều khí 114 rồi đấy. Không nỗ khí 114 hết, và chúng tôi không dùng các ống 90 vì nó sẽ lỗi thời và là không phù hợp với điều kiện hiện tại trước khả năng thành công. Còn tất cả các dòng loa ở đây thì tôi đi nó như thế này, quay cho quý vị để quý vị làm, hoặc là kỹ thuật là có thể thấy ok thì kỹ thuật có thể làm, hoặc là chủ nhà có thể điều chỉnh. Đây là một cái bản mà chúng tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm và được các bậc thầy hướng dẫn và nghiên cứu và làm chuẩn chỉ ngay từ đầu, không phải suy nghĩ gì cả. Và đây là gỗ, đây, quý vị thấy gỗ đây này, đấy, gỗ đây chúng tôi làm, đây, đấy, nó có cái dấu là Made in Malaysia. Gỗ này chúng tôi được lựa tuyển chọn ở trong các container ra, và đặt gỗ là đặt gỗ tuyển chọn cho bác chủ nhà, không phải là chúng tôi bốc xuống là chúng tôi bốc thôi. Gỗ chúng tôi làm dư rất nhiều để cho chủ nhà giám sát làm và lựa chọn gỗ, thì chúng tôi hoàn toàn không vấn đề gì cả. Các kích cỡ gỗ trên đây là 47 trên 1m2, 47m2 hoặc là 50 thì 1m1 đấy, thì tùy theo cái khung gỗ để chúng ta đóng cái sao cho nó đẹp, sao cho nó đều, mà để con chim nó lên nó dễ. Như thế này là đối với cái nhà yến này là cái khoảng cách ru như này cực kỳ đều, và nó sẽ làm cho cái âm thanh tuyệt vời hơn. Và một điều không kém phần quan trọng, sau khi chúng tôi làm như thế này rồi, làm nó cực đẹp cái này rồi, cực chuẩn cái này rồi, thì vừa rồi chúng tôi đã phải xịt cái nước vi sinh trong để chúng tôi xử lý cái mùi gỗ, mùi loa, mùi người, mùi tất cả các loại mùi. Và tôi chỉ đứng ở dưới này thôi, tôi không lên nữa, bởi vì chúng tôi đã xử lý vi sinh để xử lý môi trường rồi, và chỉ không là âm thôi. Và tôi ở tầng trệt, và đây là cái hệ thống loa dẫn một ái xuống, không có gì cả, rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi mở âm du đây cho quý vị xem cách âm ly âm của chúng tôi về cái âm du nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Âm du thì thích mở âm trên âm ly trên cũng được, thích mở âm ly dưới cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Và mời quý vị và nghe âm du ở trong nhà mới. Và đây là âm du để chỉnh ở trong nhà mới này, quý vị nghe cực kỳ đều và cực kỳ sướng. Được rồi. Đây là với tôi xử lý vi sinh xong, nó vẫn còn ướt đây, đây. Vi sinh trong, nước trong thì tôi xử lý bằng gỗ, như trên gỗ này, còn nước đục thì chúng tôi sẽ đưa xuống lề, tường vào lề. Và bây giờ tôi sẽ mở cho quý vị một bộ âm dẫn, tôi mở âm dẫn trong nhà luôn để quý vị hình dung ra được cái cường độ và trường độ âm. Trong hai âm ly thì mở âm nào cũng được,
ấm đi mà ấm lại cũng được, không vấn đề gì cả. Vật đó âm này nó sẽ lắp tóc lên trên cho nó cùng. Thực sự quý vị là những tất cả cái khán giả xem tin tưởng chúng tôi đã làm mới, là mới căn nhà mới thì thật quý vị như này, hợp đồng làm mới của chúng tôi là như thế này, đối với những vùng mà nó dễ đấy thì phải 70 tổ trở lên, hoặc là đối với vùng khó một chút xíu thì tôi khảo sát thì sẽ khó là 50 tổ. Thứ hai là trang thiết bị thì bao giờ cũng có 4 âm ly, trang thiết bị bao giờ cũng có 4 âm ly và có 2 summer và có bộ hệ thống lưu điện, có bình ắc quy, hệ thống lưu điện 4 âm ly, 2 timer và gỗ magenti và tất cả các trang thiết bị chuẩn theo của Nikuro, tôi hay dùng của Nikuro đấy, thì thực sự quy định như vậy. Thế còn tất cả hệ thống tạo ẩm trong hợp đồng vẫn có hệ thống tạo ẩm, nhưng mà việc chủ nhà có dùng hay không thì đó là quyền chủ nhà, bởi vì là trường hợp thích ẩm nhưng mà đến phải ít nhất là hết hợp đồng đủ chi đủ tỏ thì tôi mới lắp máy ẩm, và việc chủ nhà có dùng hay không đó là quyền chủ nhà. Thế còn về phương châm quan điểm của tôi thì tôi không dùng ẩm, có nhiều cách đấy, hoặc là nếu chủ nhà mà tha thiết có dùng ẩm thì tôi sẽ phải có cách để hướng dẫn sử dụng ẩm sao cho khoa học và hợp lý hiệu quả đấy, chứ còn thực sự ra tôi không muốn dùng ẩm vì điện đó ở trong phòng nhà yến có nguy cơ tai nạn cháy nổ rất là nguy hiểm. Nên là về cái phương diện dùng ẩm không phải để dụ chi, mà dùng ẩm quý vị chỉ có cái tổ nó hơi nhăm nheo, nó hơi đẹp một tí thôi, nhưng mà nó không mang lại giá trị gì lớn, nên là chúng tôi đánh giá giữa thiệt hơn là chúng tôi không dùng, là cơ bản như thế. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video clip lần sau. Xin chúc cho bác chủ nhà công thành danh toại, nhanh chiên nhanh thổ, và chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.